Xin kính chào quý nhà đầu tư và tất cả các bạn. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Trước tiên thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn. Chúc các bạn có một tuần mới giao dịch thành công và thắng lợi. Tuần trước thì mình có làm video nhận định tuần tới ở trên kênh. Mình có chia sẻ khá chi tiết về quan điểm đầu tư của cá nhân mình với vàng, dầu, Bitcoin. Mọi người có thể xem lại video đó nhé. Vàng đã được hỗ trợ tăng lên quanh ngưỡng 2.520 vào cuối tuần trước sau khi Chủ tịch Fed ông Powell phát ra những tín hiệu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Ông Powell cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng đã đến lúc phải điều chỉnh chính sách, báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra. Đây có thể được coi là động thái gửi tín hiệu mạnh nhất về việc cắt giảm lãi suất của Chủ tịch Fed ông Powell. Theo đó, Chủ tịch Fed ông Powell cho rằng thời điểm điều chỉnh chính sách đã đến, niềm tin rằng lạm phát đang hướng tới mức 2% đã tăng lên. Chúng tôi không tìm kiếm hay hoan nghênh việc thị trường lao động hạ nhiệt thêm. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể hỗ trợ thị trường lao động và đạt được điều đó. Thị trường tài chính đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 36,5%, tăng từ 24% vào tuần trước, theo công cụ FedWatch của Simi Group. Kỳ vọng ngày càng tăng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed có thể hỗ trợ thêm cho giá vàng. Ngoài ra, diễn biến địa chính trị phức tạp hơn với các cuộc chiến kéo dài tại Ukraine, Nga và giải Gaza cũng là một yếu tố rất quan trọng thúc đẩy tâm lý trú ẩn an toàn. Vàng được biết đến như một tài sản trú ẩn truyền thống hiệu quả nhất. Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật H4, xuống hiện tại của vàng đang là xuống uptrend, giá di chuyển trong kênh tăng giá song song và tích lũy trên MA20. Biểu đồ histogram dương và đang dốc lên, cùng với việc chỉ số sức mạnh tương đối RSI chưa tiến lên hẳn khu vực quá mua. Do đó, đà tăng của vàng được kỳ vọng có thể hướng tới kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cao mọi thời đại ở quanh ngưỡng 2526-2530 trong nhịp này. Trên biểu đồ H1, xuống hiện tại của vàng cũng đang là xuống tăng, đồng thuận với khung thời gian H4, giá nằm hoàn toàn trên các đường MA và được hỗ trợ rất tốt bởi đường MA10 màu vàng này. Vàng đã có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng 2510, chạm cản MA10 và tiếp tục bật tăng. Biểu đồ histogram dương nhưng đang ngắn dần, cho thấy áp lực mua đang có phần suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số RSI tiếp tục bị bể cong sau khi hướng xuống dưới từ vùng quá mua, cho thấy áp lực chốt lời đã có phần giảm bớt. Các đường MA vẫn đang dốc lên trên, cho xuống tăng giá có thể sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ gần nhất có thể cân nhắc kênh mua thăm dò với vàng là MA20, án ngữ quanh khu vực 2505 đến 2508, hoặc mua chính khi vàng giảm xuống vùng hỗ trợ liền kề quanh ngưỡng 2497-2500 nếu xuất hiện các tiêu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Với kỳ vọng, vàng sẽ phá vỡ trendline giảm giá và tiếp tục mở rộng đà tăng đi lên test đỉnh gần nhất ở quanh ngưỡng 2526 đến 2530 trong nhịp này. Nếu vàng tiếp cận vùng kháng cự này và xuất hiện các tiêu từ chối giá, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh bán xuống với vàng, dừng lỗ khoảng năm giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, canh mua nhỏ thăm dò quanh khu vực 2505 đến 2508, mua chính quanh khu vực 2497 đến 2500 hoặc canh bán vàng quanh khu vực 2526 đến 2530 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng năm giá. Các chiến lược scalping trong ngày mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.